Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hương gây mùi nhớ của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ở những kỳ trước thì chúng tôi đã mang đến cho quý vị ký ức về những món ăn mà hương vị của nó khiến cho chúng ta nhớ mãi. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Như và Minh Thiện sẽ giới thiệu đến quý khán giả một món ăn là đặc sản của tỉnh Hậu Giang nhưng được chế biến theo hương vị rất là quen thuộc đối với người dân miền Tây mình. Và đặc biệt là món ăn này rất là thích hợp dùng trong những ngày Tết khi mà gia đình chúng ta sum họp và đoàn tụ bên nhau. Nếu đến đây thì chắc chắn là bà con đang rất tò mò đó Quỳnh Như. Còn gì nữa, ngay bây giờ thì Quỳnh Như và Minh Thiện sẽ cùng mời quý khán giả đến với không khí Tết của một trang trại ở huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Và bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây. À, thì ra hai bạn này đến trang trại của giám đốc hợp tác xã Ba Ba Thạnh Lợi. Đây là một trong những nơi cung cấp ba ba giống, ba ba thịt lớn nhất tỉnh. Đặc biệt hơn là nơi đây còn cung cấp cả con giống và cả con thịt loại cua đinh quý hiếm, giá lên đến tiền triệu mỗi ký. Nhưng hai bạn này sẽ đãi chúng ta món gì đây? Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Dạ, con chào cô Nguyệt. Dạ, chào cô. À, cô ơi, con thấy ở đây là mình có rất là nhiều hầm ba ba, vậy thì cô có nhớ có tổng cộng là bao nhiêu con không cô? Số lượng đàn thì con ba ba thì cô cũng được tầm 4.000. Dạ. Còn con cua đinh gần 1.000 con nè. Dạ cô ơi, vậy thì ba ba này mình nuôi thì đưa ra thị trường như thế nào cô? Thì nói chung thì mình ở cá mấy năm trước thì cái con ba ba mình nó tiêu thụ cũng mạnh, mà có mấy năm nay thì con ba ba mình ổn định lắm. Thì thường mình tiêu thụ ở Cần Thơ, ở thành phố Hồ Chí Minh rồi ra Hà Nội luôn. Dạ. À, mình đi giao tại các đầu mối hay là bạn hàng của mình lại tận nơi tại cơ sở của mình để mà lấy hàng như cô? Thường thường mấy cái gì ở đầu biển rồi đó. Thì làm bên thủy sản đó thì nó thu của mình rồi. Dạ. Thì ở đầu mối đó, nó thu về nó giao lại các chỗ khác. Ở ít khi mình nó lại tận nhà lắm, mình đi vận chuyển đi là thường. Nhưng mà chủ yếu là khách hàng mình mua về thường chế biến món ăn gì nhiều nhất vậy cô? Con ba ba này thì chế biến ăn thì nhiều món lắm. Có em ba thường là có cái món này là ăn là dân dã mà lại ngon nữa là cái món ba ba nấu mẻ. Dạ. Ăn này rất là dễ, chỉ là mình ra vườn là có chứa cây là chứa hay là chứa cháo là mình bắt đầu ăn được rồi. Để hồi nữa thì cái cô chế biến cho Minh Thiện với Minh Dư. Mà cô ơi, trước khi mà mình vào nhà để mà chế biến cái món ba ba nấu mẻ hồi nãy cô vừa giới thiệu, thì bây giờ cô có thể dẫn con và anh Minh Thiện đi tham quan trang trại của mình nha cô. Dạ, dạ. Cô nha. Rồi, dạ. Sẵn học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ba ba của cô Nguyệt luôn. Dạ. Cô ơi, mấy cái này là... sợ bị cắn không anh Thiện? Cũng đang hồi hộp đây, nhưng mà cái chân của nó, cái móng của nó vào cũng đau lắm. Cô chỉ cho con. Cắn lắm luôn á. Nhất trong trang trại của mình chưa cô? Ba ba là loài sống chủ yếu ở vùng nước ngọt châu Á, Phi, Bắc Mỹ. Cơ thể có chân với ba móng sắc, không đuôi, đầu có vảy nhỏ, miệng nhiều răng, cắn rất đau. Ba ba có kích cỡ trung bình từ 25 đến 35cm. Và nặng trung bình từ 1 đến 2 kg là có thể thu hoạch. Hiện nay, con ba ba được nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nuôi rất nhiều. Và muốn ăn thì khán giả cũng rất dễ mua, ở các chợ, các siêu thị đều có. Đây cũng là loại vật nuôi thoát nghèo của nhiều nông hộ ở tỉnh Hậu Giang. Giới thiệu như Minh Thiện, này là chị Thu, chị bạn của mình. Dạ, chào cô Thu. Cô cho tụi con phụ nghe cô. Hai đứa lặt chung với chị Thu đi nha. Dạ. Ghé ba hôm nay. Dạ. Dạ. Các đầu bếp đã vào vị trí, món ba ba nấu mẻ hay một số quán ăn còn gọi là ba ba nấu chuối xanh. Ba ba làm sạch và được nấu trước hoặc để thịt sống rồi mới bỏ vào lẩu nấu. Nấu loại lẩu này thì chuối cho vào làm rau củ là loại chuối cao dẻo hoặc chuối sáp. Khi chuối chín ăn sẽ rất bùi, kết hợp với vị béo béo của ba ba thì rất tuyệt. Rau ăn kèm là bắp chuối bào, chuối cây bào hoặc chẻ cọng, rau muống, bông bí, bông sò đũa. Đặc biệt, ăn món này phải ăn nóng và có vị chua chua cay cay thì mới ngon.
Dạ cô, con được biết là con ba ba thì cũng khá là tanh á. Vậy thì bí quyết nấu món ba ba nấu mẻ như thế nào là không bị tanh hả cô? Thì lúc mình làm á thì mình phải trụng qua cái sơ chế lại, như mình để giấm hay là mình bóp viên cũng được. Lại rồi mình nấu là có cộng xả cộng với xả băm để vô là nó có thể nó bán cái mùi tanh của con ba ba. Dạ. À, cô ơi, cái này là do bà truyền nghề lại cho cô hay là cô học được món này từ đâu vậy cô? Xưa thì ông bà mình nói thường thường mình đang đi tắt bia rồi đó, về đi tắt chê rồi về lưu nè, thì cũng cái ép động rồi nữa, là nó con mẻ nè ăn rồi ngon nhất rồi. Rồi sau này có thêm ba ba nữa, có thêm một sự lựa chọn nữa cho chị cà nấu với con mẻ hả cô? Sau một thời gian nấu trên bếp, thịt ba ba đã mềm, được bài trí khá bắt mắt. Món ba ba nấu mẻ này ăn với muối ớt thì quá bắt cơm rồi đây. Rồi thì bây giờ cô Thu với cô Nguyệt đã chế biến xong cái món ba ba nấu mẻ này. Mời Minh Thiện với Quỳnh Như dùng thử cho biết khẩu vị như thế nào ha. Dạ, con mời hai cô. Dạ, mời hai cô. Thưa quý khán giả, món ba ba nấu mẻ này thì nó có một vị chua dịu rất là dễ chịu của cơm mẻ, cộng với vị ngọt thanh và béo béo của thịt ba ba, và đặc biệt là khi mà chấm với muối ớt cay cay nữa thì rất là ngon và kích thích vị giác. Giống như là lời của anh Minh Thiện nhận xét lúc nãy, nước lẩu thì chua chua ngọt ngọt rất là ngon, cộng thêm cái vị bùi bùi của chuối xiêm sáp nữa. Bên cạnh đó thì có cái vị béo béo của trứng ba ba nữa. Vào dịp Tết này thì quý khán giả có thể thử đổi khẩu vị của mình với cái món là ba ba nấu mẻ để mà đỡ phải ngán khi ăn quá nhiều thịt mỡ nhé. Trong ký ức của nhiều thế hệ cư dân ở miền Tây thì canh chua cơm mẻ, cá kho tiêu đã trở thành món gợi nhớ quê hương. Ai đi đâu rồi cũng muốn về quê nhà để một lần nhớ lại nơi mình sinh ra và khôn lớn. Những món ăn gắn với đặc sản quê nhà vừa lạ vừa quen này sẽ làm cho hương vị Tết cổ truyền càng thêm nhiều màu sắc. Dịp Tết cổ truyền như thế này, muốn quay về ngay với mẹ, với cha, với những người mà ta thương nhớ, ăn những món ăn mà bấy lâu ta mong chờ, cất giấu trong ký ức.